Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Điều Tra TV. Thưa quý vị, tử tù là những người phải trả giá đắt nhất cho tội lỗi đã gây ra. Phía sau cánh cửa biệt giam, người thẫn thờ, lạc lối, người thì chán nản tuyệt vọng, người thì cố níu với hy vọng về cơ hội cuối cùng để được sống. Có lẽ lúc sắp phải ra rời với cuộc sống. Có lẽ lúc sắp phải xa rời với cuộc sống thì họ mới nhận ra sau tội lỗi mà mình đã gây ra to lớn đến như nào. Và bây giờ thì xin được mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 16 tháng 8 năm 2002, phiên tòa tuyên án tử hình nữ phạm nhân Lưu Đông Mai tại Tòa án Trung cấp Quảng Châu đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận trong một thời gian dài. Theo đó, nữ phạm nhân Lưu Đông Mai vì tình nên đã cấu kết với bạn trai cũ cùng nhóm tội phạm cướp bóc buôn bán ma túy giết hại một người phụ nữ vô tội. Cuối cùng, tất cả đã phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Lưu Đông Mai, sinh năm 1981, là người Hà Nam, sở hữu ngoại hình ưa nhìn và khá thuần khiết. Cô và bạn trai tên là Vương Lãng, cùng là bạn học tại trường du lịch Trịnh Châu. Năm 1998, Lưu Đông Mai đã gặp một người đàn ông họ Hoàng tại nơi thực tập ở Quảng Châu. Thời gian đó, cô đã đem lòng yêu người đàn ông này dù biết anh ta đã có vợ. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ mập mờ. 2 năm sau, Vương Lãng phát hiện bạn gái có người đàn ông khác nên đã quyết định chia tay. Tuy nhiên, dù không còn quan hệ nhưng tình cảm của Vương Lãng vẫn còn sâu đậm. Vì vậy, khi chia tay, anh đã nói rằng nếu như có chuyện xảy ra, anh sẽ vẫn bên cạnh và giúp đỡ em. Một thời gian sau, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Giấy không thể gói được lửa, cuối cùng vợ của Hoàng họ Phan đã phát hiện chuyện ngoại tình của chồng. Cô Phan cảnh báo Lưu Đông Mai hãy rời xa chồng mình càng sớm càng tốt. Trước lời nói này, Lưu Đông Mai bắt đầu cảm thấy khó chịu và lo lắng rằng mối quan hệ với Hoàng sẽ gặp trở ngại nên quyết định lên kế hoạch trả thù. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, Lưu Đông Mai gọi điện thoại cho bạn trai cũ là Vương Lãng và nói rằng cô đang rất đau khổ. Vương Lãng vì còn tình cảm nên không ngần ngại lặn lội từ Hà Nam đến Quảng Châu để an ủi bạn gái cũ. Vương Lãng đã dùng tên giả là Tống Cường Lập để thuê một khách sạn ở Quảng Châu. Lưu Đông Mai sau khi gặp được người bạn trai cũ đã khóc nức nở kể rằng cô bị Phan lừa và bị một lão già hãm hiếp. Vương Lãng nghe chuyện xong thì vô cùng tức giận và quyết định báo thù thay cho bạn gái cũ. Sau cùng, cả hai nhanh chóng thảo luận chiến lược, xóa bỏ cái gai trong mắt. Trước khi hành động, Lưu Đông Mai đã tìm hiểu về Phan và biết được cô có nhu cầu nghiên cứu về tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ nên đã giả danh một người khác giới thiệu đến gặp Vương Lãng để trao đổi. Ngày 15 tháng 5 năm 2000, Lưu Đông Mai đã dụ được Phan đến khách sạn nơi Vương Lãng đang ở. Nhân lúc Phan không để ý, Vương Lãng đã đánh vào đầu Phan bằng búa rồi dùng tay bóp cổ đến khi cô tắt thở. Sau khi Phan chết, Vương Lãng vẫn không dừng lại, hắn đem nạn nhân vào nhà tắm, sau đó ấn đầu vào bồn tắm rồi bắt đầu chặt xác. Lưu Đông Mai lúc đó cũng có mặt tại hiện trường và tiến hành xóa dấu vết gây án. Cả hai dùng chiếc vali bỏ thi thể của Phan vào rồi chia làm 2 phần ném xuống sông Châu Giang. Không lâu sau thì tội ác của cặp đôi đã bị phát hiện. Ngày 16 tháng 8 năm 2002, Vương Lãng và Lưu Đông Mai chính thức bị tuyên án tử hình về tội giết người. Vào ngày tuyên án, Lưu Đông Mai mặc một chiếc váy hồng giản dị và trông như đang khóc nhưng trên thực tế chẳng có giọt nước mắt nào. Lưu Đông Mai là người phụ nữ duy nhất trong số những phạm nhân có mặt tại tòa án hôm đó. Vì vậy, hình ảnh của cô đặc biệt được mọi người chú ý. Sau khi tuyên án, phóng viên truyền thông đã tiến lên chụp ảnh. Thay vì lảng tránh sợ sệt thì Lưu Đông Mai lại nhoẻn miệng cười thì thầm 12 chữ. Vô duyên hà sinh từ sự, hữu tình sở lụy thử nhân. Tạm dịch, chẳng có duyên nợ thì làm sao dẫn đến chuyện này. Phải có tình cảm, cả đời này mới gắn chặt với nhau. Khi nhân viên cảnh sát đưa Lưu Đông Mai vào khu vực hành hình, cô vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt mình. Vụ án trả thù về tình của Lưu Đông Mai đã gây chấn động dư luận Quảng Châu một thời gian dài. Tại nơi tuyên án, khi Lưu Đông Mai bị phán quyết tử hình, một tiếng la ó trong số 500 người tham dự đã phát lên. Bạn không thể nhìn thấu được, cô gái có vẻ ngoài thuần khiết lại có tâm hồn xấu xa như thế. Kể từ đó, hình ảnh nữ tử tù 21 tuổi với nụ cười nhoẻn miệng trước khi bị hành hình vẫn khiến mọi người ám ảnh. Ở một vụ việc khác, năm 1986, cô gái xinh đẹp tên là Song Dan được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Sống cuộc sống không quá thiếu thốn, nhưng Song Dan ngay từ năm 13 tuổi đã bị chính thầy giáo và người chú rể của mình xâm hại tình dục nhiều lần.
Dù những kẻ ác đã phải chịu hình phạt từ 8 tới 9 năm tù, tuy nhiên vết thương chúng để lại cho cô gái trẻ vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ đẹp của Song Dan chẳng những không mang lại cho cô những điều may mắn mà lại báo hiệu tương lai đầy sóng gió. Song Dan lớn lên trong những tiếng chửi rủa và đánh đập của cha. Chính sự giáo dục sai lầm này đã khiến Song Dan trở thành một đứa trẻ lầm lì, đầy thù hận. Cô trở nên nghiện game và thích chat online. Song Dan còn học đòi, dùng thuốc lá, uống rượu và tụ tập với đám bạn xấu, thâu đêm suốt sáng. Và điều tồi tệ nhất đã đến, vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vào năm 2005, ngay khi vừa tròn 18 tuổi, Song Dan bị bắt vì tội bắt cóc và giết người. Trước tòa, Song Dan thừa nhận bắt cóc và giết chết bạn trai vì muốn lấy tiền đi xem buổi trình diễn ca nhạc của thần tượng. Hành động thiếu tình người và nông nổi của một cô gái còn quá trẻ đã phải trả giá bằng mức án cao nhất, khép lại cuộc đời 18 năm chẳng có mấy ngày vui. Ở tuổi 19, khi mà hầu hết chúng ta mới chỉ đang bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của tuổi trưởng thành thì cô gái Nhân Tuyết lại phải chịu án tử, kết thúc cuộc đời ai oán của mình. Nhân Tuyết vốn là cô gái xinh đẹp đầy mộng mơ, nhưng trớ trêu thay, cô lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh trai của Nhân Tuyết từng có quan hệ yêu đương với con gái nhà họ Đinh nhưng lại vấp phải sự phản đối vì gia cảnh nghèo hèn. Sau khi bị từ chối, người anh này đột nhiên biến mất, hoàn toàn không có tung tích gì, bỏ lại cả gia đình khó khăn chồng chất khó khăn vì mất đi một lao động trụ cột. Cuộc sống của Nhân Tuyết lúc này cũng đi xuống, khi chỉ vừa mới rời trường học, cô bị người yêu rũ bỏ vì chót mang thai. Không thể kiếm được việc làm, cuộc sống bê tắc, cô đành phải bán thân cho chủ mỏ nhà họ Đinh với hy vọng có được một công việc tử tế. Cô gái 19 tuổi nao ngờ công việc mà cô nhận được chỉ là nữ phục vụ bàn với đồng lương ít ỏi. Một thời gian sau, gã chủ mỏ họ Đinh bị cơ quan thuế sờ gáy. Hắn tìm hiểu thì liền biết được người đứng đầu cơ quan này là một kẻ háo sắc. Gặp Nhân Tuyết một lần đã bị nhan sắc của cô mê hoặc. Một mặt, gã chủ mỏ họ Đinh thỏa thuận với trưởng nhóm kiểm tra thuế để Nhân Tuyết trao thân, đổi lấy việc tên này không truy cứu về những sai sót thuế của Đinh. Một mặt, hắn dọa dẫm Nhân Tuyết phải đồng ý hoặc sẽ biến mất mãi mãi như anh trai của cô. Hắn còn hứa hẹn sẽ tìm cho cô một công việc tốt hơn. Chẳng còn con đường nào khác, Nhân Tuyết đành phải nhắm mắt chấp thuận. Chẳng ngờ, sau khi đạt được mục đích, gã chủ họ Đinh không những không giữ lời hứa mà còn tiếp tục ép cô mua vui cho hắn. Quá phẫn uất, Nhân Tuyết âm thầm lên kế hoạch giết chết con gái gã chủ họ Đinh để trả thù cho những đau thương cô đã phải gánh chịu. Một tội ác khiến cô phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Một nữ tử tù xinh đẹp khác là Lưu Kim Phong bị xử tử ở tuổi 20, chỉ được học đến tiểu học và sống cuộc sống nghèo khó ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. 20 năm sống trên đời là 20 năm Lưu sống trong bể khổ. Lưu bị cha bạo hành từ khi còn rất nhỏ. Sau này, khi mẹ cô tái hôn, cô lại bị bạo hành bởi cha dượng và chú ruột. Đến khi mẹ cô qua đời, Lưu bị đẩy ra đường, sống cuộc sống vất vưởng không nhà cửa. Sau này, dù được cư mang bởi người lạ, nhưng cô lại bị lâm vào hoàn cảnh cưỡng bức liên tục rồi ép phá thai. Lưu vào tù lần đầu trong một cuộc truy bắt gái mại dâm trên đường phố. Những tưởng sau khi ra tù, cuộc sống của Lưu sẽ khấm khá hơn, nhưng cô được đưa trở về nhà, nơi gã cha dượng độc ác lại bán cô với giá 1.000 tệ cho một người đàn ông họ Hồ, một kẻ chuyên quyền, nghiện rượu và ưa bạo lực. Trong suốt một năm sau đó, Lưu bị gã này đánh đập, hành hạ và lạm dụng ngày này qua ngày khác. Lưu đã nhiều lần tìm cơ hội bỏ trốn nhưng đều không thành. Cô bị bắt lại, bị đánh gãy chân rồi trói lại bằng sợi xích nặng đến 5kg. Đầu năm 1994, Hồ rời làng đi làm ăn một thời gian. Gã để lại Lưu cho hai người anh em họ hàng của mình là Đường và Quân canh giữ. Hồ chỉ vừa mới đi khỏi, hai kẻ này đã cưỡng bức Lưu khiến cô có thai. Cuối năm, cô hạ sinh một bé trai. Một thời gian sau, Hồ trở về nhà, biết chuyện Lưu có con với người khác thì liền đùng đùng nổi giận. Hắn lột trần Lưu, treo cô lên rồi tra tấn phần thân dưới của cô vô cùng dã man. Liên tục hạ nhục cô, gọi cô là kẻ lang trạ. Lưu vì quá đau đớn mà bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì thân thể của cô đẫm máu. Đỉnh điểm phẫn uất là khi Lưu phát hiện Hồ đã bóc cổ con trai cô đến chết. Lưu dùng toàn bộ sức lực còn lại, dùng lưỡi liềm kết liễu Hồ khi hắn đang ngủ say, rồi phóng hỏa đốt nhà. Lưu bị kết án tử hình vào năm 1995, kết thúc 20 năm cuộc sống chẳng khác gì địa ngục của mình. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào mà các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng nhất. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.